Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đang có mặt tại Ajun Hạ. Đây là cái điểm suối nó ở trong luôn nên là nhiều người người ta không biết. Mình cũng là nhờ người ta chỉ đi ta một lần rồi mình cứ xuống đây hoài hoài chủ nhật tuần nào xuống một tháng bốn cái chủ nhật là bốn lần xuống luôn. Cũng có công việc ở mọi người. Cả nhà đây mọi người đó. Đẹp luôn. Tối này ở đây thôi nha, ở đây như vậy trong kia nó có là nước suối á chảy xuống nhất là đá nữa nên là đẹp. Ở đây là kiểu kiểu bây giờ mùa khô á, mưa chưa có to nên là nước nó cạn hết rồi. Giờ mình đi quay cho mọi người coi nha, anh nó có cái gì nha. Đấy, đây là cảnh quay nha mọi người. Giờ là chiều chứ, 5 giờ chiều đi về, chuẩn bị đi mọi người. Mình xuống đây chơi cũng từ từ 1 giờ chiều rồi, nên giờ đã 5 giờ rồi mới quay, giờ là chuẩn bị về. Let's go, đi về. Ok. Đi về. Còn mưa Đi ông nổ. Nghị thật luôn. Nước ở đây có chỗ sâu lắm. Rồi. Con nước bố nó sâu lắm, có chỗ không? Mà nước được cái nước ở đây này mọi người thấy không, nước rất là trong luôn, nước trong lắm. Nước ngon màu xanh luôn. Đi đi, trời ơi bơi kiểu con ếch là ba phải cái dưới là thôi luôn à. Sướng sướng suối rất là đẹp luôn á, người ta cái nhậu miết và gia đình thì quan thôi chỉ uống nhỏ thôi, chơi chuyện nhau thôi vậy chứ không có bia rượu gì hết nên là âm đi đường không có sao, không có gì hết. Đây này, chỗ này là nước nó sao này, nước nó sâu nha, này nước nó sâu này. Người làm rất là ác. Thôi đừng có tắm, dậy đi, dậy về 5 giờ rồi, giờ không có mà sớm nữa, đi từ 2 giờ bao 1 giờ 2 giờ mà giờ tới 5 giờ rồi, ui. Không mấy phút rồi hết, chưa đủ 3 phút hả? Thôi đi đi, giờ đi lên tới kia là hơi bị lâu đó, tới tới đây để đâu hơi bị lâu đấy. Đây người chỗ này cũng đẹp à, này cũng đẹp, nó bây giờ là mùa cạn nước nó rất là ít, ít mà mùa nước nhiều tôi giống như cái luôn đó, nó chảy ầm nhìn đẹp. Mùa ấy nhờ do người ta nên là nước ít chứ hồi trước là trời ơi nước ầm ầm thế đẹp.
Đi đi. Lúc này mang dép đi không chịu. Đất. Đi trên đất mà nó máu đó. Wow. Con cá. Quá trời con cá luôn á. Tắm đi. Tí nữa mình về. Đá, đá nó ngâm rất rồi, trơn lắm mọi người.